Hai nhanh. Tuấn Thành. Ý nghĩa bạn. Dứt điểm. Vào không vào. Đó là pha để bóng cận thành lại đi trên cột dọc cũng thành ở tình huống dứt điểm cuối cùng. Pha đi bóng của Xuân Du. Vừa rồi là một tình huống của đồng đội Xuân Du thực hiện một pha. Chúng ta cùng xem lại. Pha không chê bóng và đi bóng rất hay. Qua tới Nhất Tiến tiếp tục là người thực hiện quả đá phạt góc. Dứt điểm, không vào. Cú táp bóng vừa rồi đó là của Đắc Huy. Tại bóng này Lý Nhất Tiến đã chờ đợi Đắc Huy di chuyển, không qua theo kèm. Tại Sơn Nam, bóng chạm tay. Không có tiếng còi của trọng tài. Bóng vẫn trong cuộc. Sẽ có quả đá góc dành cho cao thủ Thái Sơn Nam. Cầu thủ của Gia Cô đã đứng che chắn để không cho Đức Hòa thực hiện. Chúng ta cùng xem lại bóng này, một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của đội bóng áo trắng. Và xử lý rất Ngọc Sơn. Và cắt bóng của anh Duy. Và dứt điểm của chúng ta cùng xem lại. Đã có một bóng đi chìm sệt. Và Hồ Văn Ý vẫn đang phản xạ. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm đầu tiên. Bóng đẩy ra của Ezen Nghĩa Đầm và sau đó là bóng đã không thể tới được vị trí của đồng đội. Rất nhanh. Cơ hội dứt điểm. Một đều. Một đều cho Saco. Và người ghi bàn đó là Hữu Thiện. Một vòng này. Pha bóng tương đối lộn xộn. Hai cầu thủ áo xanh đã băng vào để tranh chấp. Và sau đó thì Lê Quốc Nam cùng với Mạnh Dũng dù đã cố gắng sửa sai cho Minh Chí nhưng cũng không kịp. Trận đấu vẫn được tiếp tục, khoảng trống. Có thể dứt điểm, Phạm Văn Nguyên. Không được, không vào. Phạm Văn Nguyên vừa rồi đã để cho số 17 có thể tung ra cú dứt điểm cận thành trước những tình huống áp sát của cao thủ áo trắng. Tình huống tranh chấp đó là của đường truyền dành cho Lý Đăng Hưng, Đức Hòa. Minh Chí chân phải. Rất gọn gàng. Vẫn là Minh Chí ghi bàn. Và Minh Chí một lần nữa lại xé lưới ra cổ. Ăn mừng rất hưng phấn. Giống như bóng đi không quá mạnh nhưng đủ hiểm để đánh bại được Mai Xuân Hiệp. Cao thủ bên phía Saco vừa rồi đều đã bị hút sang hướng của Phạm Đức Hòa. Và chỉ chờ có vậy thôi Đức Hòa. Khá nguy hiểm. Đó là pha đệm bóng. Chúng ta cùng xem lại. Đang chờ vào play thì ngay lập tức huấn luyện viên Tuấn Anh đã cho các học trò của mình chuyển sang đá 5 cầu. Hãy cùng chờ đợi liệu có bàn thắng Cơ Hòa không. Không vào. Cô thì vẫn chưa thể tiếp cận. Ta cùng xem lại bóng này. Chuyền bóng về cho Mạnh Dũng. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc.